Trên kia, ông vừa nói không có duyên, làm sao sanh thức? Tuy không có duyên của năm trần, nhưng do niệm lực tư duy chuyển thành pháp duyên sanh. Hoặc người nghe nói có hai đồng, do lời nói đó mà sanh tưởng tượng. Trong mộng không mà thấy có cũng như thế, các pháp cũng vậy. Các pháp tuy không mà có thể thấy, có thể nghe, có thể biết. Như kệ nói, như mộng, như huyễn, như càn thát bà, tất cả các pháp cũng lại như thế. Vì vậy nên nói các Bồ Tát biết các pháp như mộng, tám như ảnh. Ảnh chỉ có thể thấy mà không thể nắm bắt, các pháp cũng như vậy. Nhãn căn vân vân, thấy nghe giác tri, nhưng thật không có. Như kệ nói, ấy thật trí tuệ, khắp nơi chẳng nắm, như đống lửa lớn, cũng không thể đụng, pháp không thể thọ, cũng không nên thọ. Lại nữa như ảnh, khi có ánh sáng rọi thời hiện, không rọi thời không có, các phiền não kiết sử ngăn ánh sáng chánh kiến, thời có ảnh ngã tướng, pháp tướng hiện ra. Lại nữa như ảnh, người đi thời đi, người động thời động, người ở thời ở, ảnh nghiệp thiện ác cũng như vậy. Khi đời sau đi cũng đi, khi đời này ở cũng ở, quả báo không dứt. Khi tội hay phước chín muồi thời hiện ra, như kệ nói, giữa không cũng đi theo, trong núi đá cũng theo, dưới lòng đất cũng theo, trong biển nước cũng vào, nơi nơi thường theo dõi, nghiệp ảnh không lìa nhau. Vì vậy nên nói các pháp như ảnh. Lại nữa, như ảnh không thật mà tìm cầu thật không được, hết thảy pháp cũng như vậy, không không thật có. Hỏi: ảnh không, không có thật, việc ấy không phải vậy. Vì sao? Vì A Tỳ Đàm nói: thế nào gọi là sắc nhập, xanh vàng đỏ trắng đen, xanh nhạt tía quang minh ảnh vân vân, và ba thứ tác sắc nơi thân nghiệp ấy gọi là sắc nhập có thể thấy. Vì sao ông nói không? Lại nữa, thật có ảnh vì có nhân duyên. Nhân là cây, duyên là ánh sáng, hai việc ấy họp lại có ảnh hiện ra, sao nói là không được? Nếu không có ảnh các pháp do nhân duyên mà có cũng đều nên là không. Lại nữa, ảnh ấy sắc có thể thấy, dài ngắn lớn nhỏ, thô tế cong thẳng, hình động ảnh cũng động, sự ấy đều thấy rõ, vì thế cho nên có ảnh. Đáp: ảnh thật không, không có. Ông cho rằng trong A Tỳ Đàm nói có, đó là người giải thích nghĩa A Tỳ Đàm nói như vậy, thuyết một thứ pháp môn mà người không thể hội được ý ấy nên chấp cho là thật. Như trong Tỳ Bà Sa có thuyết, nói vi trần rất nhỏ, không thể phá, không thể đốt, ấy thời thường có. Lại có thuyết nói thật có pháp ở trong ba đời, từ trong vị lai ra đến hiện tại, từ hiện tại vào quá khứ không bị mất, ấy thời là thường. Lại có thuyết nói các pháp hữu vi, sanh diệt đổi mới mãi không ngừng, nếu như vậy thời là tướng của đoạn diệt. Vì sao? Vì trước có nay không, như vậy đủ các thứ dị thuyết trái ngược lời Phật, không thể dẫn lời ấy làm chứng. Này ảnh khác với sắc pháp, sắc pháp sanh ra tất cả hương vị xúc vân vân, ảnh thời không vậy, ấy là chẳng phải có. Như mình do hai căn biết được là nhãn căn và thân căn, ảnh nếu có cũng phải do hai căn biết, nhưng mà không có chuyện đó, vì thế ảnh chẳng phải là thật vậy, chỉ là pháp lừa dối con mắt. Như cầm que lửa quay nhanh thành vòng, vòng ấy chẳng phải thật. Nếu ảnh là vật có thật thì lý đáng có thể phá, có thể diệt, nhưng nếu hình không diệt thì ảnh không bao giờ diệt, vì thế nên không. Lại nữa, ảnh lệ thuộc hình, không tự tại nên không. Tuy không mà tâm sanh mắt thấy, vì vậy nên nói các pháp như ảnh. Chín, như bóng trong gương. Như bóng trong gương chẳng phải do gương làm ra, chẳng phải do mặt làm ra, chẳng phải do người cầm gương làm ra, cũng chẳng phải tự nhiên làm ra, cũng chẳng phải không nhân duyên. Vì sao không phải do gương làm ra? Nếu mặt chưa soi đến, gương không có bóng, vì vậy nên không phải do gương làm ra. Sao không phải do mặt làm ra? Vì không gương, thời không có bóng. Sao không phải do người cầm gương làm ra? Vì không gương, không mặt, thời không có bóng. Sao không phải tự nhiên làm ra? Nếu chưa có gương, chưa có mặt, thời không có bóng. Bóng phải đợi gương, đợi mặt mới có, nên chẳng phải do tự nhiên làm ra. Sao không phải không nhân duyên? Nếu không do nhân duyên, thời phải thường có. Nếu thường có, thì hoặc trừ gương trừ mặt ra, đáng lý có mặt xuất hiện, vì vậy nên chẳng phải không nhân duyên. Các pháp cũng như vậy, chẳng phải tự nhiên tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải cộng tác, chẳng phải không nhân duyên. Thế nào là chẳng phải tự tác? Vì ngã là bất khả đắc, vì hết thảy pháp do nhân duyên sanh không được tự tại, vì các pháp đều thuộc nhân duyên nên chẳng phải tự tác. Sao chẳng phải là tha tác? Vì tự đã không có thì tha cũng không, nếu là tha tác thời mất hiệu lực của tội phước. Tha tác có hai thứ, hoặc thiện hoặc bất thiện. Nếu thiện
thì lẽ nên cho tất cả đều vui, nếu bất thiện thì lẽ nên cho tất cả đều khổ. Nếu khổ lạc lẫn lộn thì vì nhân duyên gì mà cho lạc, vì nhân duyên gì mà cho khổ. Nếu cả hai cùng tạo thì có hai lỗi là tự và tha. Nếu không có nhân duyên sanh khổ vui thì người lẽ nên thường vui để hết thảy khổ. Nếu không có nhân duyên thì người không nên tạo nhân vui trừ nhân khổ. Hết thảy các pháp quyết chắc có nhân duyên, vì ngu si nên không biết. Ví như người từ nơi cây tìm lửa, từ nơi đất tìm nước, từ nơi quả tìm gió, các loại như vậy đều có nhân duyên. Khổ lạc ấy do nhân duyên hòa hợp sanh. Nghiệp đời trước là nhân, đời nay hành động tốt hoặc hành động tà vậy là duyên, từ đó mà có khổ vui. Các nhân duyên khổ lạc ấy muốn tìm cái thật thì không có người làm, không có người chịu là không, nhưng năm ấm làm ra là không, nhưng năm ấm chịu. Người vô trí được vui thì tâm tham dâm ái trước, bị khổ thì sanh sân nhuế, khi vui ấy diệt lại muốn tìm cho được. Như trẻ con thấy bóng trong gương, tâm vui mừng ái trước, bóng mất thì đập gương mà tìm, người trí chê cười, mất vui lại cầu, cũng như vậy. Cũng bị thánh nhân đắc đạo chê cười, vì vậy nên nói các pháp như bóng trong gương. Lại nữa, bóng trong gương thật không, không sanh không diệt, lừa dối mắt người. Hết thảy các pháp cũng như vậy là không, không thật, không sanh không diệt, lừa dối con mắt kẻ phàm phu. Hỏi bóng trong gương từ nhân duyên mà có mặt, có gương, có người cầm gương, có ánh sáng, các sự ấy hòa hợp mà có bóng. Nhân bóng ấy mà sanh lo mừng, cũng làm nhân, cũng làm quả rõ ràng. Cớ sao nói thật không, không sanh không diệt? Đáp: pháp tự nhân duyên sanh không được tự tại nên không. Nếu pháp thật có thì không nên tự nhân duyên sanh. Vì sao? Nếu trong nhân duyên trước đã có pháp thì nhân duyên thành vô dụng. Nếu trong nhân duyên trước không có pháp thì nhân duyên cũng thành vô dụng. Thế như trong sữa, nếu trước đã có lạc kem thì sữa không phải là nhân duyên của lạc, vì lạc đã có trước. Nếu trước không có lạc, như trong nước không có lạc thì sữa ấy cũng không phải là nhân của lạc. Nếu không nhân mà có lạc, sao trong nước không sanh lạc? Nếu sữa là nhân duyên của lạc, sữa cũng không tự tại, nó cũng từ nhân duyên sanh. Sữa từ bò mà có, bò từ cỏ, nước mà có, như thế không có giới hạn, đều có nhân duyên. Vì vậy quả của trong nhân duyên không được nói là có, không được nói là không, không được nói là vừa có vừa không, không được nói là chẳng có chẳng không. Các pháp từ nhân duyên sanh không tự tánh như bóng trong gương, như kệ nói: nếu pháp nhân duyên sanh, pháp ấy tánh thật không? Nếu pháp ấy chẳng không, không từ nhân duyên có, thì như bóng trong gương, chẳng gương cũng chẳng mặt, cũng chẳng người cầm gương, chẳng tư chẳng vô nhân. Chẳng có cũng chẳng không, cũng lại chẳng có không, lời ấy cũng không nhận, như vậy là trung đạo. Vì vậy nên nói các pháp như bóng trong gương. 10. Như hóa. 14. Tâm biến hóa. Sơ thiền có hai là dục giới và sơ thiền. Nhị thiền có ba, dục giới, sơ thiền và nhị thiền. Tam thiền có bốn là dục giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tứ thiền có năm là dục giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ấy là 14 tâm biến hóa, làm thành 8 thứ biến hóa. Một, có thể làm cho nhỏ đến vi trần. Hai, có thể làm lớn cho đến đầy khắp hư không. Ba, có thể làm nhẹ cho đến như lông hồng. Bốn, có thể tự tại, lớn làm nhỏ, dài làm ngắn, đủ thứ như vậy. 5. Có chủ lực. 6. Có thể đi đến xa. 7. Có thể chuyển động đất. 8. Tùy ý muốn đều làm được. Một thân có thể thành nhiều thân. Nhiều thân có thể làm một. Đi qua vách đá, đi trên nước, đạp hư không. Tay giờ mặt trăng mặt trời. Có thể chuyển tứ đại. Đất thành nước, nước thành đất. Lửa thành gió, gió thành lửa. Đá thành vàng, vàng thành đá. Sự biến hóa ấy lại có 4 thứ. 1. Các cây thuốc bảo vật ở dục giới do viễn thuật có thể biến hóa ra các vật. 2. Các người có thần thông có thể biến hóa ra các vật. 3. Trời rồng quỷ thần được năng lực của sanh báo có thể biến hóa ra các vật. 4. Sanh báo ở cõi sắc do năng lực tu định có thể biến hóa ra các vật. Như người biến hóa, không có sanh già bệnh chết, không khổ, không vui, khác với người thường, vì vậy nên không, không thật. Hết thảy pháp cũng như vậy, đều không sanh trụ diệt, vì vậy nên nói các pháp như biến hóa. Lại nữa, và biến hóa trước không có nhất định, chỉ do tâm sanh, bèn có tạo tác, đều không có thật. Nhân thân cũng như vậy, vốn không sở nhân, chỉ từ tâm đời trước, sanh thân đời nay, đều không có thật. Vì vậy nên nói các pháp như biến hóa, nếu như tâm biến hóa diệt, thời vật biến hóa cũng diệt. Các pháp cũng như vậy, nhân duyên diệt, thời quả cũng diệt, không tự tại. Như sự biến hóa, tuy thật không mà có thể khiến chúng sanh sanh yêu khổ, sân nhuế, hỷ lạc, si hoặc. Các pháp cũng như vậy. Tuy không không thật,
vẫn có thể khiến chúng sanh khởi tâm hoan hỷ, sân nhuế, yêu khổ, vân vân. Vì vậy nên nói các pháp như biến hóa. Lại nữa, như pháp từ biến hóa sanh không đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Các pháp cũng như vậy, như biến hóa khi sanh không từ đâu đến, khi diệt không đi về đâu. Các pháp cũng như vậy. Lại nữa, như tướng biến hóa thành tịnh như hư không, không bị nhiễm trước, không bị tội phước làm bẩn. Các pháp cũng như vậy, như pháp tánh như như, như thật tế, tự nhiên thượng tịnh, thí như bốn sông lớn của Diêm Phù Đà. Một sông có 500 sông nhỏ phụ thuộc, nước trong ấy đủ thứ bất tịnh, nhưng khi chảy vào biển, tất cả đều thanh tịnh. Hỏi, không thể nói sự biến hóa là không, vì sao? Tâm biến hóa cũng từ tư định mà đắc, từ tâm ấy làm ra các biến hóa. Hoặc người hoặc pháp, sự biến hóa đó có nhân có quả, tại sao không? Đáp, như đã đáp ở đoạn nói về ảnh, đây sẽ đáp thêm, nhân duyên ấy tuy có mà quả biến hóa thì không, như miệng nói không có gì cả, tuy có tâm sanh miệng nói, song không thể vì có tâm có miệng mà câu nói không có gì cả bèn là có. Hoặc nói có đầu thứ hai, tay thứ ba, tuy từ tâm sanh miệng nói, song không thể vì thế mà nói có đầu, có tay ấy thật. Như Phật thuyết, quán vô sanh từ hữu sanh mà được giải thoát, nương vô vi từ hữu vi mà được giải thoát. Tuy quán pháp vô sanh là không, nhưng nó có thể làm nhân duyên, vô vi cũng vậy. Biến hóa tuy không cũng có thể làm nhân duyên mà sanh tâm. Cũng như huyễn, giáng nắng, vân vân, chín thí dụ, tuy không mà có thể sanh các tâm. Lại nữa, sự biến hóa không thể tìm thấy trong sáu nhân bốn duyên, không tương ứng với trong sáu nhân bốn duyên ấy nên không. Lại nữa, không không phải vì không thấy nên không, mà vì nó không có thật dụng nên nói không. Vì vậy nên nói các pháp như biến hóa. Hỏi, nếu các pháp đều không như 10 thí dụ, vì sao chỉ lấy 10 sự làm thí dụ, không lấy núi sông vách đá làm thí dụ? Đáp, các pháp tuy không mà có phân biệt, có thứ không khó hiểu, có thứ không dễ hiểu. Nay lấy thứ không dễ hiểu để thí dụ cho thứ không khó hiểu. Lại nữa, các pháp có hai thứ, có chỗ tâm đắm trước, có chỗ tâm không đắm trước. Nên lấy chỗ tâm không đắm trước để giải chỗ tâm đắm trước. Hỏi, sao 10 thí dụ ấy là chỗ tâm không đắm trước? Đáp, 10 thí dụ ấy không trường cửu, dễ sanh dễ diệt. Vì vậy là chỗ tâm không đắm trước. Lại nữa, có người chỉ biết 10 thí dụ là pháp lừa dối tai mắt mà không biết các pháp đều không. Nên lấy nó để làm thí dụ các pháp. Nếu có người đối với 10 thí dụ sanh tâm đắm trước, không hiểu rõ các thứ nạn luận, cho đó là có, thời 10 thí dụ ấy thành vô dụng, tất lại phải nói các pháp môn khác. Hỏi, nếu các pháp đều không, chẳng sanh chẳng diệt, 10 thí dụ ấy vân vân và các thí dụ, các nhân duyên, luận nghị, tôi đều đã biết là không. Nếu các pháp đều không thì không nên nói thí dụ, nếu nói thí dụ ấy chẳng là không. Đáp, tôi nói không là để phá các pháp hữu, nay những lời ấy nói ra, ấy... Nếu rằng có thì trước đây đã phá, nếu là không thì không nên nạn. Cũng như vị tỳ kheo chấp sự đưa tay lên sướng, đại chúng tất cả im lặng, ấy là dùng lấy tiếng ngăn tiếng, chẳng phải tìm tiếng. Vì vậy, tuy nói các pháp không, chẳng sanh chẳng diệt là vì thương xót chúng sanh, tuy nói mà chẳng phải có. Vì vậy nên nói các pháp như biến hóa, kinh được vô ngại, không sợ hãi, luận trong các nhân duyên, năm ấm, 18 giới, 12 nhập, tâm vô ngại, vô tận, vô diệt, đấy là vô ngại, không sợ hãi. Hỏi, như trước nói các Bồ Tát ở giữa vô lượng chúng không sợ hãi, nay vì sao lại nói vô ngại, không sợ hãi? Đáp, trước nói nhân duyên không sợ hãi, nay nói quả không sợ hãi. Ở giữa đại chúng, cho đến chúng Bồ Tát, nói pháp không cùng tận, luận nghị không dứt, tâm không nghi nan vì đã được vô ngại, không sợ hãi. Lại nữa, như trước nói ở giữa, vô lượng chúng không sợ hãi mà không biết do lực gì nên không sợ hãi. Vì vậy nên lại nói tiếp không sợ hãi là do được lực vô ngại. Hỏi, nếu các Bồ Tát cũng có vô ngại không sợ hãi, vậy Phật với Bồ Tát có gì khác? Đáp, như tôi nói ở trước, các Bồ Tát tự có lực không sợ hãi, nên ở giữa các pháp không sợ hãi chứ không phải ở giữa Phật không sợ hãi. Lại nữa, pháp vô ngại có hai thứ, một là khắp mọi nơi, hai là không khắp mọi nơi. Như vào một kinh thư cho đến vào trăm ngàn kinh thư vô ngại, hoặc vào trong một chúng, hoặc vào trong trăm ngàn chúng không sợ hãi. Các Bồ Tát cũng như vậy, ở trong trí tuệ vô ngại, chứ không phải ở trong trí tuệ Phật. Như lúc Phật quang trước bát giữ hư không, 500.000 A-la-hán và Di Lặc các Bồ Tát đều không lấy được. Các Bồ Tát cũng như vậy, trong tự lực thì vô ngại, mà trong trí tuệ của Phật thì có ngại. Vì vậy,
nên nói các Bồ Tát được vô ngại không sợ hãi. Kinh: Các biết tâm hành chúng sanh đi về đâu, dùng trí phi diệu mà độ thoát. Luận: Hỏi: Thế nào các biết tâm hành chúng sanh? Đáp: Biết tâm chúng sanh đi đến nơi nào trong các pháp như ánh sáng mặt trời khắp chiếu. Bồ Tát khắp biết chỗ xu hướng của tâm hành chúng sanh mà giáo hóa, rằng hết thảy chúng sanh xu hướng có hai, một là tâm thường đi tìm vui, hai là trí tuệ phân biệt, biết được tốt xấu. Người chớ đi theo tâm ái trước, mà nên đi theo trí tuệ, nên tự trách tâm mình. Người vô số kiếp lại đây, nhóm các nghiệp tạp nhiễm không biết đèm đủ, mà chỉ rong ruổi theo khoái lạc thế gian, không biết là khổ. Người không thấy thế gian khoái lạc, mà gây ra hoạn khổ, thọ sanh trong năm đường, đều do tâm tạo, đâu phải ai khiến vậy. Ngươi như voi cuồng dẫm đạp tàn hại, không bị câu chế, ai điều phục ngươi? Nếu được điều phục hay, thời gian lìa hoạn khổ ở đời, nên biết ở trong thai bất tịnh khổ ác giống như địa ngục, đã sanh ra ở đời già bệnh chết khổ, ưu bi muôn mối. Nếu sanh lên trời sẽ bị đọa lạc trở lại, ba cõi không an. Ngươi vì sao mà vui đắm của trách tâm mình như thế, thể không chạy theo ngươi? Ấy là Bồ Tát biết tâm hành của chúng sanh. Hỏi: Thế nào gọi là dùng trí tuệ phi diệu mà độ thoát? Trong đây thế nào gọi là trí tuệ phi diệu? Thế nào gọi là trí tuệ thô thiển? Đáp: Xảo tuệ của thế gian ấy gọi là trí tuệ thô thiển, thực hành bố thí, trì giới, thiền định gọi là trí tuệ phi diệu. Lại nữa, trí của thí và giới là trí tuệ thô thiển, trí của thiền định gọi là trí tuệ phi diệu. Lại nữa, trí của thiền định là trí tuệ thô thiển, trí của thiền không y ỷ gọi là trí tuệ phi diệu. Lại nữa, thủ của các pháp tướng là trí tuệ thô thiển, đối với các pháp tướng không thủ không giả gọi là trí tuệ phi diệu. Lại nữa, phá vô minh các phiền não được các pháp tướng ấy là trí tuệ thô thiển, nhập vào như pháp tướng, cũng như chân kim không tổn không mất, cũng như kim cương không phá không hoại, lại như hư không không nhiễm không trước, ấy gọi là trí tuệ phi diệu. Vô lượng trí tuệ như vậy các Bồ Tát tự được lại giáo hóa chúng sanh. Vì vậy nên nói các Bồ Tát biết chỗ đến của tâm hành chúng sanh, dùng trí tuệ phi diệu mà độ thoát. Kinh: Ý không quái ngại. Luận: Thế nào là ý không quái ngại? Bồ Tát đối với tất cả người oán thân, phi oán phi thân, tâm bình đẳng không ngăn ngại. Lại nữa, hết thảy chúng sanh trong thế giới nếu đến xâm hại, tâm không oán hận hoặc cung kính đủ thứ cũng không mừng, như kệ nói: Đối Phật Bồ Tát, tâm không ái trước, ngoại đạo ác nhân, tâm không ghét giận. Tâm thanh tịnh như vậy gọi là ý không quái ngại. Lại nữa, tâm đối với các pháp vô ngại. Hỏi: Bồ Tát ấy chưa được Phật đạo, chưa được nhất thiết trí, sao đối với các pháp tâm vô ngại? Đáp: Vì Bồ Tát được vô lượng trí tuệ thanh tịnh, nên đối với các pháp tâm vô ngại. Hỏi: Chưa Bồ Tát vì chưa được Phật đạo không nên có vô lượng trí, vì còn kiết sử dư tàng không nên có thanh tịnh trí. Đáp: Các Bồ Tát ấy không phải là nhục thân kiết nghiệp trong tam giới, mà đều là được pháp thân tự tại, qua khỏi già bệnh chết, vì thương chúng sanh nên Bồ Tát đi trong tam giới, vì trang nghiêm Phật độ giáo hóa chúng sanh, đã được tự tại, muốn thành Phật thì được thành. Hỏi: Như pháp thân Bồ Tát thì cùng với Phật không khác, thế sao còn gọi là Bồ Tát? Sao còn lễ Phật nghe pháp? Nếu cùng với Phật có khác, sao lại có vô lượng thanh tịnh trí? Đáp: Bồ Tát ấy tuy pháp thân không già bệnh chết, hơi khác với Phật, cũng như trong 14 mọi người sanh nghi, cho hoặc tròn hoặc không tròn, Bồ Tát cũng như vậy. Tuy có thể thành Phật, có thể thuyết pháp, nhưng chưa thật thành Phật. Phật như trong dòng tròn đầy, chắc chắn, không nghi. Lại nữa, vô lượng thanh tịnh có hai, một là thật có lượng, nhưng đối với người vì không thể lường được mà gọi là vô lượng, cũng như nước biển như các sông Hằng, vân vân, vì người không thể lượng được mà gọi là vô lượng, chứ đối với chư Phật Bồ Tát thì chẳng phải vô lượng. Vô lượng thanh tịnh trí của Bồ Tát cũng là như vậy. Đối với hàng trời người thanh văn và bích chi Phật, vì họ không thể lường được mà gọi là vô lượng trí. Lúc Bồ Tát được vô sanh trí, đoạn hết các kiết sử, được trí thanh tịnh. Hỏi: Nếu bấy giờ đã đoạn hết các kiết sử, thì khi thành Phật còn đoạn gì? Đáp: Thanh tịnh ấy có hai. Một là lúc thành Phật các kiết sử sạch hết, được thanh tịnh thật. Hai là lúc Bồ Tát xả nhục thân, pháp thân, đoạn các kiết sử được thanh tịnh, cũng như một ngọn đèn có thể trừ được bóng tối, được có các sự lẳng lục, lại có ngọn đèn lớn hơn càng sáng tỏ gấp bội. Phật và Bồ Tát đoạn các kiết sử cũng như vậy. Kiết sử được đoạn của Bồ Tát tuy được gọi là đã đoạn, nhưng so với kiết sử được đoạn của Phật còn chưa sạch hết. Ấy gọi là do được vô lượng thanh tịnh trí nên đối với các pháp ý không quá ngại. Kinh: Thành tựu đại nhẫn. Luận: Hỏi: Trước đã nói đẳng nhẫn, pháp nhẫn, nay sao lại nói thành tựu đại nhẫn? Đáp: Hai nhẫn ấy tăng trưởng gọi là đại nhẫn.
Lại nữa, đạo nhẫn ở giữa chúng sanh hết thảy đều nhẫn được, còn như thuận pháp nhẫn là đối với pháp thâm diệu nhẫn được. Hai nhẫn này tăng trưởng tác chứng được vô sanh nhẫn, nhục thân tối hậu thấy được các mười phương chư Phật đang hóa hiện ở trước mắt hoặc đang ngồi giữa hư không, ấy gọi là thành tựu đại nhẫn. Cũng như trong pháp thanh văn, noạn pháp tăng trưởng gọi là đảnh pháp, đảnh pháp tăng trưởng gọi là nhẫn pháp, mà không phải còn có pháp khác tăng trưởng làm khác đi, đặc nhẫn, đại nhẫn cũng như vậy. Lại nữa, có hai thứ nhẫn là sanh nhẫn, pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn đối với chúng sanh, như hằng hà xa khắp chúng sanh, đem đủ các thứ ác gia hại mà tâm không sân hận, dù cung kính cúng dường đủ thứ mà tâm cũng không hoan hỉ. Lại nữa, quán chúng sanh không có ban đầu, nếu có ban đầu thời không có nhân duyên, nếu có nhân duyên thời không có ban đầu, nếu không ban đầu thời cũng nên không có song rốt. Vì sao? Vì ban đầu và rốt sau đối đãi, nếu không ban đầu không rốt sau thì cũng không chọn giữa. Lúc quán như vậy không rơi vào nhị biên đoạn thường, dùng đã an ổn quán chúng sanh không sanh tà kiến, ấy gọi là sanh nhẫn. Trong pháp thầm thâm tâm không quán ngại, ấy gọi là pháp nhẫn. Hỏi thế nào là pháp thậm thâm? Đáp, như trước đã nói, trong ngục thậm thâm pháp nhẫn. Lại nữa, pháp thậm thâm là trong 12 nhân duyên chuyển chuyển sanh quả, trong nhân không phải có quả cũng không phải không quả, từ trong ấy mà ra gọi là pháp thậm thâm. Lại nữa, vào ba môn giải thoát không vô tướng vô tác, thời được niết bàn thường lạc nên gọi là pháp thậm thâm. Lại nữa, quán hết thầy pháp phi không bất không, phi hữu tướng, phi vô tướng, phi hữu tác, phi vô tác, trong khi quán như vậy tâm cũng không dính, ấy gọi là pháp thậm thâm. Như kệ nói, pháp nhân duyên sanh gọi là không tướng, cũng gọi giả danh, cũng gọi trung đạo. Nếu pháp thật có, không thể lại không, trước có nay không, ấy gọi là đoạn. Chẳng thường chẳng đoạn, cũng chẳng có không, tâm thức đều diệt, ngôn ngữ cũng dứt. Đối với pháp sâu xa ấy, tín tâm vô ngại, không hối không mất, ấy gọi là thành tựu đại nhẫn. Kinh, như thật khéo độ luận có pháp ngoại đạo, tùy độ chúng sanh nhưng không phải là như thật độ. Vì sao? Vì còn các thứ tà kiến kết xử. Nhị thừa tuy có chờ độ nhưng không đúng như chỗ nên độ. Vì sao? Vì không có nhất thiết trí, tâm phương tiện mỏng, chỉ có Bồ Tát mới như thật khéo độ. Cũng như người khéo đưa qua sông, với người này thì dùng phao nổi bè cò đưa qua, với người kia thì dùng thuyền vuông đưa qua, cả hai cách cùng đưa qua mà khác biệt. Bồ Tát khéo độ chúng sanh cũng như vậy. Lại nữa, thí như trị bệnh thuốc đắng chích đốt mà bệnh được lành, còn như có thứ thuốc thần diệu tên là tô đà, phiến đà, mắt người bệnh trông thấy thì các bệnh tật đều lành. Hai cách trị bệnh đồng nhau mà phương pháp hơn kém khác nhau. Thành Văn và Bồ Tát giáo hóa độ người cũng như vậy. Khổ hạnh đầu đà, đầu đêm giữa đêm cuối đêm, tâm siêng tọa thiền quán khổ mà đắc đạo, đó là lối giáo hóa của Thanh Văn. Còn các pháp tướng không trói không mở, tâm được thanh tịnh, đó là lối giáo hóa của Bồ Tát. Như trong Văn Thù Sư Lợi Bản Duyên, Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật, Bạch Đại Đức Thế Tôn, sư con trong đời trước đã trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Bây giờ có Phật hiệu là Sư Tử Âm Vương, Phật và chúng sanh sống lâu 10 vạn ức na do tha tuổi. Phật đem tăng thừa giáo mà độ chúng sanh, nước tên là Thiên Quang Minh. Các cây trong nước ấy đều do bảy bóng tạo thành, cây phát ra vô lượng pháp âm thanh tịnh, là pháp âm không vô tướng vô tác, bất sanh bất diệt, vô sở hữu. Chúng sanh nghe được thời tâm bừng sáng đắc đạo. Bây giờ Đức Phật Sư Tử Âm Vương trong hội thuyết pháp đầu có 99 ức người đắc A La Hán đạo, chúng Bồ Tát cũng như vậy. Các Bồ Tát ấy tất cả đều được vô sanh pháp nhẫn, vào chủ trùng pháp môn thấy vô lượng chư Phật cung kính cúng dường và độ vô lượng vô số chúng sanh, được vô lượng Đà La Ni Môn, vô lượng trùng trùng tam muội. Còn hàng Bồ Tát sơ phát tâm mới vào đạo số không kể xiết. Quốc độ của Đức Phật ấy trang nghiêm vô lượng không thể nói hết. Đức Phật giáo hóa đã xong thời vào vô dư niết bàn, chánh pháp trụ 6 vạn năm, pháp âm của các cây cũng không còn phát ra lại. Bây giờ có 2 tỷ kheo Bồ Tát, một vị tên là Hỷ Căn, một vị tên là Thắng Ý. Hỷ Căn pháp sư ấy dung nghi chất trực, không bỏ thế pháp, cũng không phân biệt thiện ác. Đệ tử của Hỷ Căn thông minh ưa pháp, ưa nghe thông nghĩa. Pháp sư ấy không khen ngợi thiểu dục tri túc, không khen ngợi giới hạnh đầu đà, chỉ thức thật tướng thanh tịnh của các pháp. Ngài bảo các đệ tử, hết thảy các pháp tướng dâm dục, tướng sân nhuế, tướng ngu si, các pháp tướng ấy tướng là thật tướng các pháp, không bị ngăn ngại. Dùng phương tiện ấy dạy các đệ tử nhập vào nhất thiết trí. Lúc ấy các đệ tử đối với mọi người không sân không hối, tâm không hối tiếc nên được sanh nhẫn, được sanh nhẫn nên được pháp nhẫn. Ở trong thật pháp, tâm như núi tu di không lay động.
Thắng ý Pháp Sư giữ giới thanh tịnh, thực hành hai hạnh đầu đà, được bốn thiền và bốn vô sắc định. Các đệ tử của Thắng ý các ám độn nhiều tham cầu, vì phân biệt tịnh và bất tịnh, tâm luôn động chuyển. Một lúc nọ, Thắng ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ Căn, ngồi vào chỗ ngồi, khen ngợi sự trì giới thiểu dục tri túc, thực hành hạnh đầu đà, thiền định ở chỗ vắng, rồi chê ba Hỷ Căn rằng: người ấy thuyết pháp dạy người đi vào tà kiến, nói rằng dâm dục sân nhuế ngũ si là tướng không ngăn ngại, ấy là người tu hành hỗn tạp, chẳng phải thuần thanh tịnh. Đệ tử của Hỷ Căn là người lợi căn đắc pháp nhẫn, hỏi lại Thắng ý rằng: thưa đại đức, pháp dâm dục ấy là tướng gì? Dâm dục là tướng phiền não. Dâm dục phiền não ở trong hay ở ngoài? Dâm dục phiền não không ở trong, không ở ngoài. Vì nếu ở trong thì không cần đợi nhân duyên bên ngoài mới sinh, nếu ở ngoài thì đối với ta vô sự, không làm não ta được. Cư sĩ nói: nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải từ đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới đến, tìm khắp không thấy thật tướng của nó, pháp ấy tức bất sanh bất diệt. Nếu không sanh diệt, không, không có gì, làm sao gây ra phiền não được? Thắng ý nghe lời ấy tâm không vui, không đáp lại được, từ chỗ ngồi đứng dậy nói như vậy. Hỷ Căn phần nhiều dối gạt mọi người lắm trong đường tà. Thắng ý Bồ Tát ấy chưa học âm thanh Đà La Ni, nghe Phật thuyết thì hoan hỷ, nghe ngoại đạo thuyết thì sân hận, nghe ba bất thiện căn thời không vui vẻ, nghe ba thiện căn thời rất hoan hỷ, nghe nói sanh tử thời lo, nghe nói niết bàn thời mừng. Rồi từ nhà cư sĩ, Thắng ý đi đến rừng cây, vào trong tinh xá, nói với các tỳ kheo, nên biết Hỷ Căn Bồ Tát hư dối, phần nhiều khiến người ta vào trong tà ác. Vì sao? Vì kia nói tướng dâm nộ si và hết thảy các pháp đều là tướng vô ngại. Khi ấy Hỷ Căn suy nghĩ, người này quá sân, vì ác nghiệp che lấp sẽ đọa tội lớn, ta nay sẽ vì ông ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời nay không được gì cũng làm nhân duyên cho Phật đạo ở đời sau. Khi ấy Hỷ Căn họp tăng, nhất tâm nói kệ: dâm dục tức là đạo, sân si cũng như vậy, trong ba sự như thế vô lượng chư Phật đạo. Nếu có người phân biệt dâm nộ si là đạo, người ấy cách xa Phật, thí như trời với đất. Đạo và dâm nộ si là một pháp bình đẳng, nếu ai nghe sợ hãi, cách Phật đạo rất xa. Dâm pháp bất sinh diệt, không thể khiến tâm não, nếu ai chấp tự ngã, dâm đưa vào ác đạo. Thế pháp có khác không? Là chẳng liền có không? Nếu rõ có là không, siêu thắng thành Phật đạo. Lúc nói hơn 70 bài kệ như vậy, ba vạn thiên tử được vô sanh pháp nhẫn. 18.000 thanh văn không ái trước hết thảy các pháp đều được giải thoát. Khi ấy Thắng ý Bồ Tát thân liền rơi vào địa ngục thọ khổ vô lượng ngàn vạn ức năm. Khi được ra khỏi địa ngục sanh trong loài người, bị bài bám 74 vạn năm, trải qua trong vô lượng kiếp không nghe được tiếng Phật. Và khi tội ấy mỏng dần, vị ấy dẫu nghe được Phật pháp, dẫu có nghe được Phật pháp, xuất gia học đạo vẫn trở lại xả giới. Thường xả giới như vậy 62.000 đời, được làm sa môn trong vô lượng đời, tuy không xả giới nhưng các căn ám đội. Hỷ Căn Bồ Tát hiện làm Phật ở quá 10 vạn ức Phật độ về phía đông. Quốc độ kia hiệu là Bảo Nghiêm, Phật hiệu là Quang Dung Phật Minh Vương. Thắng ý tỷ kheo lúc ấy là thân con hôm nay, con quan sát bấy giờ phải thọ vô lượng khổ ấy. Văn thủ sư lợi lại bạch Phật: nếu có người cầu tam thừa đạo, không muốn thọ các khổ thì không nên phá các pháp tướng mà ôm lòng sân nhuế. Phật hỏi văn thủ: ông nghe các bài kệ được lợi ích gì? Đáp: còn nghe các bài kệ được dứt hết các khổ, đời đời được lợi căn trí tuệ, hiểu pháp sâu xa, khéo thuyết nghĩa sâu xa, là bậc nhất ở giữa chư Bồ Tát. Như vậy gọi là khéo thuyết các pháp tướng ấy, gọi là như thật khéo nói. Hết cuốn 6 theo bản Hán.